nhân ngày doanh dân Việt Nam ngày 3 tháng 10, chiều nay, Phó Hóa Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hóa Cao thị Huyền Trân và Phó Hóa trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hóa Đà Nẵng Trần Chí Cường đã đến thăm và chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của công ty điện lực Đà Nẵng trong chiến thắng đầu năm 2022. Theo mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Hốc Cao Thị Huyền Trân gửi lời chúc mừng và mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục phát huy các mặt làm được, nhất là về chuyển đổi số, không ngừng đóng góp cho thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh thăm và chúc mừng công ty cổ phần cảng Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hóa Cao Thị Huyền Trân tin tưởng với những kết quả đổ bật trong sản xuất kinh doanh thời gian qua, cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục cặt hái thêm nhiều thành công mới, cũng như quan tâm chăm lo tốt hơn cho người lao động, phấn đấu đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố. Tại các hàng kinh sách xã hội thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố hứa chúc mừng những kết quả của đơn vị trong việc đẩy mạnh hoạt động tiến dụng kinh sách xã hội hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách, đồng thời tiến tưởng thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố để mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đến thăm chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn và máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Hội trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận đánh giá cao đóng góp của đơn vị cho thành phố hữu trong nhiều năm liền đồng thời khẳng định trong tiến trình phát triển của đà nẵng luôn có sự song hành đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nhà đầu tư trong và ngoài nước